Mụn ở trán, mụn ẩn ở má, mụn ở cằm, ngực, ở lưng. Có quá nhiều nơi có thể có mụn ẩn, hay là mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Vậy thì mụn ẩn ở má nó khác ở trán như thế nào? Và nếu như các bạn cùng một cách chăm sóc như thế, cùng một cách điều trị và skin care như nhau, chắc chắn rằng cái việc mụn ẩn ở các vùng đó điều trị nó không khỏi. Làm thế nào để có thể điều trị được mụn ẩn ở má một cách đơn giản hiệu quả? Bạn cùng tìm hiểu bác sĩ Hiếu qua video hôm nay. Những sai lầm thường gặp khiến cho bạn điều trị mãi mụn ẩn ở má mà không khỏi. Thì vẫn như các cái video trước, bác sĩ Hiếu vẫn phải nhắc lại, đó là mụn ẩn. Các bạn hãy nhớ rằng trong định nghĩa về y khoa thì không có từ mụn ẩn, mà chỉ có mụn đầu đen, mụn trắng. Thì mình cứ tìm hiểu, mụn ẩn ở đây có nghĩa là mụn đầu trắng, mụn đầu đen. Và sai lầm đầu tiên gặp phải đó là các bạn không thay khẩu trang được bạn. Ồ, tại sao như thế? Bởi vì có rất nhiều các bạn không những là dùng khẩu trang y tế mà các bạn dùng cái khẩu trang vải. Và đặc biệt là cái khẩu trang vải này, khi mà mình dùng ấy, bạn không thay thì cái mồ hôi này hoặc là cái hơi thở ở cái miệng của bạn nó thở ra vào cái phần vải khẩu trang, sau đó lại áp vào mặt mình, thì cái hơi thở trong miệng mình nó rất nhiều vi khuẩn, cộng với việc mình đeo khẩu trang trong một quãng đường dài. Đặc biệt là các bạn ở nhà xa ấy, mà các bạn phải đeo khẩu trang vải trên một quãng đường rất là xa mà các bạn không thay thường xuyên, thì nó sẽ làm cho cả cái vùng miệng, cái vùng quanh miệng ấy, hoặc là vùng hai má mình cực kỳ nhiều mụn. Do đó là cái sai lầm đầu tiên đó là các bạn cần phải thay khẩu trang mỗi ngày một lần. Chắc chắn rồi, khẩu trang phải mỗi ngày một lần. Hoặc là nếu các bạn dùng khẩu trang y tế thì hãy nên mỗi ngày thay một cái. Và giá khẩu trang đó leo thang như thế này thì tất cả là tốt nhất là các bạn có thể dùng khẩu trang vải, cũng là một cái lựa chọn. Và nếu như ở chỗ công cộng đông người thì đương nhiên đang cái mùa dịch Covid thì các bạn cần phải đeo khẩu trang y tế thì nó sẽ đảm bảo hơn, bởi vì là cái khẩu trang y tế nó có cái lớp mà có thể ngăn cách vi khuẩn vào, nó hạn chế được rất nhiều hạt nano nhỏ. Rồi, sai lầm thứ hai, các bạn nào đang ngủ nghiêng comment xuống bên dưới. Bởi vì đối với những các bạn hay ngủ nghiêng thì má mụn ẩn má nó hay gặp một bên. Có nghĩa là bình thường nếu như da của bạn có vấn đề, da bạn có những cơ địa dễ bị mụn hay da dầu thì cái mụn ẩn ở má hay bị đối xứng hai bên. Nhưng mà đối với các bạn mà nằm ngủ nghiêng một bên thì mụn ẩn sẽ bị đúng ở bên má đó. Và đặc biệt có những cái bạn mà có thói quen như là ngủ mình há miệng thì cái dãi ở miệng nó sẽ chảy vào trong cái má, nghe rất là kinh khủng, nhưng có rất nhiều bạn như thế. Và khi bạn ngủ nghiêng một bên thì cái má mình bị hấp hơi, gọi là bị bịt kín sau một đêm, nên là tạo điều kiện cho các vi khuẩn kỵ khí nó hoạt động. Từ đó thì cái má của bạn hay bị mụn một lệch bên. Thì các bạn thử soi gương xem, nếu như mình cũng có dấu hiệu mụn ẩn ở bên má thì hãy ngay lập tức thay ngay vào gối và tập cho mình thói quen đó là nằm ngửa đi ngủ. Và ngủ thế nào cho khoa học thì bác sĩ Hiếu sẽ giới thiệu các bạn một video sau. Nhưng hãy nhớ là nằm ngửa sẽ tốt hơn nằm nghiêng trong vấn đề trị mụn. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên follow để em biết các video khác. Từ đó thì sẽ có luôn cái sai lầm số 3 các bạn hay gặp phải, đó là không thay vỏ gối định kỳ. Có bao nhiêu bạn cả tháng nay chúng ta không thay vỏ gối rồi, không thay vỏ gối, comment xuống bên dưới hoặc là inbox bạn xíu. Các bạn thấy rằng là khi các bạn không thay cái vỏ gối thì cũng tương tự như việc các bạn ngủ nghiêng ấy mà không thay vỏ gối, thì vỏ gối là cái nơi nó không những là chứa rất nhiều vi khuẩn và nó còn nơi là chứa rất nhiều mồ hôi của bạn. Đặc biệt đó là khi các bạn nằm ngửa, đúng không, thì cái mồ hôi ở gáy nó sẽ đọng lại ở vỏ gối, hoặc là bạn nằm nghiêng thì chính cái mồ hôi ở gáy nó lại lây sang cái vùng gối. Do đó thì các bạn mà không thay vỏ gối thì thường hay gặp phải vấn đề đó là mụn nó sẽ lan tỏa cả mặt. Tức là nó sẽ lây từ vùng A sang vùng B, đáng ra mình bị mủ viêm một bên thôi. Các bạn lại nằm kiểu ăn lên bò xoài này, mặt thì nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia. Thế là nó làm cho cái việc là mủ bên phải lây sang bên trái do cái vỏ gối. Thì cái vỏ gối kiểu là vật trung gian, gọi là vật trung gian truyền bệnh thì nghe nó hơi kinh thôi, gọi là vật trung gian lây truyền hai bên. Đấy, chính vì thế thì các bạn hãy nhớ là tốt nhất là hãy thay vỏ gối hai ngày một lần. Và thêm một cái điều nữa đó là các bạn tốt nhất là hãy nên dùng cái khăn mặt ấy thay liên tục, khăn mặt đắp lên gối mình ngủ nó cũng là một cách rất là hay. Hoặc là có cái gọi là cái lớp lót ấy đắp lên trên thì nó cũng hợp lý hơn. Còn vỏ gối mà hai ngày một lần, bác sĩ Hiếu nghĩ rằng là ít bạn có thể làm điều này. Nếu các bạn cam kết là mình làm được, hãy comment xuống bên dưới. Và điều số 4, cái sai lầm này cũng rất nhiều bạn đã phải, đó là bạn skin care sai cách. Như bạn đã thấy thì da của chúng ta thì sẽ có phân loại theo cách thông thường, đó là tiếp da dầu hỗn hợp và da khô. Thì đa số các bạn ở người Việt Nam mình ý, đó là tiếp da hỗn hợp, có nghĩa là hai má là vùng chữ U là vùng khô, vùng chữ T là vùng trán, mũi, cằm là vùng nhiều dầu. Hai má là vùng chữ U, tức là vùng đáng ra nó phải ít mụn nhưng nó lại nhiều mụn, bởi vì các bạn chăm sóc da sai cách hoàn toàn. Nếu các bạn dùng cái sữa mặt mà chuyên dụng cho da dầu mà các bạn rửa hai bên má này thì nó sẽ bị khô quá, tức là nó gây hư tổn cái hàng rào bảo vệ da. Do đó thì nếu như các bạn dùng cái sữa mặt mà cực kỳ khô ấy, nó lại có bọt đi, nó lại foam ấy, tôi sẽ khuyên cáo là các bạn hãy nên là rửa vùng chữ T trước, chữ U mình rửa sau thì nó đỡ bị bào mòn da, nó sẽ đỡ bị mụn. Và thứ hai nữa đó là khi các bạn dùng các thuốc trị mụn thì hãy nhớ là hai má là vùng chữ U thì mình nên là bôi mỏng hơn sẽ ok hơn. Chứ thế thì cái việc là chăm sóc da vùng hai má nó khác hoàn toàn so với cả mặt, nên hãy luyện cho mình một thói quen hoặc là tham khảo rất nhiều kiến thức về cách skin care lên một phát đồ chăm sóc da thì nó mới có thể hiệu quả được. Rồi, sai lầm số 5 đó là kít kít hay có thói quen là thơm và sờ tay lên má. Bởi vì các bạn có gấu nhá, các bạn hay có người yêu rồi ấy, thì các bạn thơm trên má nó cũng có nguy cơ là mụn, bởi vì là gọi là có cái gọi là dịch nước bọt, có cái nọ nó vào cái kia, tức là nó dễ gây ra một cái hiện tượng là bị viêm nhiễm và nó hay bị tất nhiên là đây là gặp những tình trạng mà các bạn có cơ địa dễ nhiễm trùng thôi, hoặc là các bạn nó có mụn ẩn
hoặc là bạn đang có mụn mủ ấy, nó mới dễ bị gọi là lây nhiễm. Và điều quan trọng nữa là khi bạn sờ tay má này, hoặc bây giờ các bạn có gấu nhá, nó luôn đấy nhá, có gấu mà sờ tay má người yêu là mụn đấy, là sờ ít thôi. Thì các bạn khi mà các bạn sờ tay má này thì nó sẽ làm cho cái cả tay mình rất là nhiều vi khuẩn, nó sẽ làm cho mặt mình dễ bị viêm hơn, dễ bị mẩn ngứa và hình thành mụn ẩn nhiều hơn. Cái việc là sờ tay má thì bạn nên là vệ sinh tay sạch sẽ, đặc biệt là khi mình sờ vào màn hình điện thoại. Thì các màn hình điện thoại có rất nhiều vi khuẩn. Người ta nghiên cứu là màn hình điện thoại còn có nhiều vi khuẩn hơn cả những vùng nhiều nhất, các bạn biết đấy. Nên là đã sờ vào điện thoại thì hạn chế sờ tay mặt, mà đặc biệt là không có cạnh nặng gì cả, các bạn lưu ý nhá. Và sang phần cuối cùng, phần số 6 nữa. Cái này thì dành cho các bạn là hay phải đi lại nhiều thôi. Đó là mụn mọc dọc theo cái vùng đeo cái mũ bảo hiểm. Thì các bạn thấy rằng ít có ai mà thay cái mũ bảo hiểm liên tục, đặc biệt là cái quai mũ bảo hiểm. Thì khi bạn đi ở trời mưa thì cái quai mũ bảo hiểm gặp nước kết hợp mồ hôi mình nó sẽ với nhau. Thì khi cái quai mũ bảo hiểm mà các bạn bị quệt mặt nhiều lần, đó chính là cái nguồn gây ra mụn và gây ra hiện tượng ngứa kích ứng ở mặt. Từ đó nó sẽ hình thành có thể mụn bội nhiễm hoặc là mụn ẩn. Nên là nếu các bạn hay xe máy, mũ bảo hiểm các bạn nên là cái quai ấy mình nên là giặt và thay đi, nó sẽ hiệu quả hơn. Trên đây là 6 cái sai lầm các bạn thường gặp trong việc skin care chăm sóc da dẫn đến mụn ẩn ở má mãi không khỏi. Và trong video tiếp theo, bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn là cái tip, cái mẹo để các bạn biết cách điều trị cái mụn ẩn ở má một cách đơn giản hiệu quả. Và các bạn thấy video clip này hay, đừng quên like và share cái đường link này để có nhiều người biết cái video clip của bác sĩ nhiều hơn. Bác sĩ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.